tối qua ngày 20 tháng 10, tập 8 chương trình Ký ức vui lòng mùa 2 đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đó, xúc động nhất là màn tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ Quốc Hòa và Kim Ngọc. Cả hai đều là tên tuổi gạo cội của xã hội miền Nam và để lại nhiều kỷ niệm trong lòng khán giả. Cố nghệ sĩ Quốc Hòa và Kim Ngọc. Sau khi nhìn lại hình ảnh hai cố nghệ sĩ Quốc Hòa và Kim Ngọc, Quyền Linh xúc động nói: "Ngày xưa, tôi từng có cơ hội được diễn thông thường với chú Quốc Hòa và má Kim Ngọc. Hồi bé nhỏ, tôi đến xem chú Quốc Hòa rất nhiều. Đây là một người diễn rất tự nhiên, diễn những vai nam bộ hay vô cùng. Chú diễn chân chất, một mạc, toát lên cái hài từ chính lời nói, loài người chú. Chú diễn chân thật tới mức chỉ cần nhìn thấy chú người ta đã cười cợt rồi. Chú Quốc Hòa là một tấm gương cho các học sinh trường sân khấu điện ảnh học hỏi theo. Còn má Kim Ngọc mỗi lần sinh ra ai cũng phải cười cợt hết. Những năm tháng diễn thông thường cùng má Kim Ngọc, tôi học được sự kiên trì của má. Mỗi lần tập diễn, má tập từ sáng đến trưa, chiều, tối, không ăn luôn. Đúng như lời má nói, má lao vào sân khấu như lao vào bão vậy. Đặc điểm của chú Hòa là răng súng còn má Ngọc là tiếng cười cợt. Cứ nghe tiếng cười cợt là biết ngay đó chính là má Kim Ngọc." Diễn viên thân Thúy Hà chia sẻ, "Tôi được xem cô chú diễn rất nhiều qua chương trình Trong Nhà Ra Ngoài Phố trên TV. Ở ngoài thì tôi được gặp gỡ má Kim Ngọc, còn chú Quốc Hòa thì chưa." Tiên nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân lại có nhiều kỷ niệm với hai cố nghệ sĩ hơn cả. Cô bồi hồi nhớ lại. Cách diễn của Quốc Hòa và Kim Ngọc tạo thành mốt trong miền Nam luôn. Tức là hát một bài hát, tấu thêm lời và thêu dệt câu chuyện phù hợp với bài hát đó luôn. Hồi đó, chị Kim Ngọc và anh Quốc Hòa là một đôi rất bền. Tôi còn nhớ, đợt liên quan phim tại Hải Phòng mà Lê Công Tuấn Anh đoạt giải, tôi mang bầu con gái nhưng vẫn đi thi. Tới đó diễn, tôi không có gamer thủ diễn thông thường nên anh Quốc Hòa đã tách chị Kim Ngọc ra để diễn cùng tôi. Tôi nhớ bụng tôi lúc đó to quá, không thể diễn mà chỉ ngồi một chỗ thôi, khiến anh Quốc Hòa chạy đông chay đáo diễn hết một mình, như con gà trên sân khấu. Ra ngoài, khán giả hâm mộ lao đến nhiều quá nên anh Quốc Hòa cứ lấy thân thể nhỏ bé nhỏ của anh ấy ra che cho tôi. Từ đó hai bạn bè tôi thân nhau và đóng với nhau nhiều cuốn video. Cố nghệ sĩ Quốc Hòa. Đợt anh Hoàng sắp mất, phải nằm viện thì tôi đang đi Mỹ lưu diễn. Trước khi đi, tôi có vào viện thăm anh cầm tay tôi nói không biết lúc mất anh có gặp gỡ được em không. Trong thời gian lưu diễn, tôi ngủ nằm mơ thấy anh Quốc Hoàng mặc sơ mi trắng, quần đen hiện ra, rất đẹp trai. Tôi mơ hoàn thành thì hay tin anh đã mất. Sau đó nhiều năm, cứ mỗi năm đến trước ngày giỗ anh Hoàng một tuần, tôi lại mơ thấy anh. Thế là tôi biết sắp tới đám giỗ của anh. Lê Công Tuấn Anh cũng y chang vậy, lúc cậu ấy mất tôi cũng mơ như thế, cứ sắp đến ngày giỗ là tôi lại mơ thấy cậu ấy. Lê Công Tuấn Anh. Lời kể của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân khiến nhiều khán giả vừa xúc động vừa có cảm giác rợn người về sự bí hiểm của nó. Lại Văn Sâm còn nói, đây là những chuyện thuộc về tâm linh. Về nghệ sĩ Kim Ngọc, nghệ sĩ nhân dân ca ngợi bà là một người có nhân cách đẹp. Cô nói, còn với chị Kim Ngọc, chị em tôi đã diễn với nhau quá nhiều ở các video hài rồi. Cố nghệ sĩ Kim Ngọc. Chị Ngọc là một người nghệ sĩ vô cùng hào sảng, không bao giờ chèn ép đàn em, chỉ có nâng, không bao giờ đạt. Nếu ai đạt, chị Ngọc sẽ là người đỡ. Tính cách của chị Ngọc là như vậy.